This is Miss Mia from IELTS Fighter và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video Grammar for IELTS. Và với bài học ngày thứ hai ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về present continuous hay là thì hiện tại tiếp diễn nha. Và như video thứ nhất ở buổi trước thì chúng ta cũng sẽ có 5 phần trong nội dung của bài học. Thứ nhất đấy chính là cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn này. Thứ hai là dấu hiệu nhận biết, cách sử dụng cũng như là cách ứng dụng trong IELTS của Present Continuous Tense nha. Và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ có một số bài luyện tập ứng dụng thì hiện tại tiếp diễn nhé. Alright, first, về phần cấu trúc này, đối với câu khẳng định thì chúng ta sẽ có cấu trúc như thế nào đối với thì hiện tại tiếp diễn thì các bạn hãy cùng nhìn vào ví dụ này với Miss Mia nha. I am studying math now. Hiện tại hay ngay bây giờ thì tôi đang học toán này. The cat is playing with some toys. Con mèo đang chơi với mấy thứ đồ chơi. Okay? We are preparing for our parents' wedding anniversary. Hiện tại thì chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chúng tôi. Đó. Thì qua ba câu này, chúng ta sẽ thấy có cấu trúc như sau nhá. I am studying math now này. The cat is playing with some toys này. We are preparing for our parents' wedding anniversary. Đó, vậy thì cấu trúc của câu khẳng định trong thì hiện tại tiếp diễn sẽ như sau. Subject, chủ ngữ này, cộng với am, is or are, cộng với verb in. Đó, I am cộng verb in này. He, she, it hoặc là danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được, cộng với is, cộng với verb, thêm đuôi in. You, we, they hoặc là danh từ số nhiều cộng với are cộng với verb in. Đó, và chúng ta hãy chú ý là chia động từ thật là chính xác nhé. Đó, vậy thì đây là cấu trúc cơ bản của câu khẳng định trong thì hiện tại tiếp diễn Present Continuous Tense nha. Và đối với câu khẳng định trong thì hiện tại tiếp diễn thì các bạn hãy lưu ý cho Miss Mia một số những thứ như sau này. Với các động từ có tận cùng là chữ e, đó, thì khi chuyển sang dạng verb in thì chúng ta sẽ bỏ cái chữ e ở cuối đó và thêm in vào luôn. Đó, ví dụ như là write này thì thành writing này, use, using, pose, posing, improve, improving, change or changing. Right? For example, I am writing an essay for my class. Hiện tại thì tôi đang viết một cái bài essay cho lớp học của tôi. Đó, thì chúng ta sẽ bỏ chữ e ở cuối chữ write này và thêm in vào đây. Writing. Alright? Tiếp theo này, đối với các động từ mà có tận cùng là hai chữ e, đó thì chúng ta sẽ chỉ cần thêm in khi mà chuyển đổi động từ đó sang động từ ở thì hiện tại tiếp diễn mọi người nhá. Lấy ví dụ như là knee này thì chỉ cần thêm in ở đây, kneeing, hay là agree, đồng ý thì cũng chỉ cần thêm in vào. Đó. Ngoài ra với các động từ có tận cùng là ie, chữ ie đó, thì khi chuyển sang dạng verb in thì chúng ta sẽ thay cả cái chữ ie đó thành chữ i dài rồi thêm in ở đằng sau. Lấy ví dụ nhá. I know she's lying. Tôi biết là cô ấy đang nói dối. Đó thì chúng ta sẽ có câu là she's lying. Like this. Right? I know she's lying. Okay? Ok, và lưu ý cuối cùng nhá, đối với các động từ kết thúc bằng một phụ âm, ví dụ như là chữ P này, mà đi trước nó là một nguyên âm này, thì chúng ta sẽ gấp đôi cái phụ âm này khi mà chia sang verb in mọi người nhá. Ví dụ như là stop này thì sẽ thành stopping, sẽ là gấp đôi chữ P này. Hay là run này thì chúng ta cũng sẽ gấp đôi chữ N này thành running. Or begin này cũng sẽ gấp đôi chữ N thành beginning. Prefer, preferring. Moving on, đối với loại câu phủ định trong thì hiện tại tiếp diễn thì sẽ có cấu trúc như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhìn vào ví dụ trước nha. I am not cooking dinner. Hiện tại tôi đang không nấu bữa tối. Okay. He isn't feeding his dogs. Anh ấy đang không cho chó ăn. Alright. My children aren't watching TV at the moment. Hiện tại thì các con tôi đang không xem TV. Đó. Thì qua ba cái ví dụ này thì chúng ta sẽ rút ra được cấu trúc, đó chính là subject chủ ngữ này cộng với am, is, are, not cộng với verb in. Đơn giản như vậy thôi, đối với câu phủ định mới nhất chỉ cần thêm not này. Và chúng ta có thể viết tắt isn't, is not, aren't, are not. Nhưng một lần nữa là các bạn hãy chú ý là đối với IELTS writing nhá, thì chúng ta tuyệt đối không viết tắt như thế này, mà chỉ được ghi là is not hay là are not thôi nha. Còn trong speaking thì chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái nói là isn't hay là aren't nha. Ok, rồi, vậy thì chúng ta hãy chú ý lại giúp Miss Mia là đối với câu khẳng định này thì sẽ là subject cộng am, is, are cộng verb in. Còn câu phủ định sẽ là subject cộng với am, is, are, not cộng với verb in. Và có thể chuyển sang viết tắt như thế này trong văn nói nha. Ok.
Rồi, tiếp theo này, đối với loại câu nghi vấn thì sao? Trước hết, đối với câu nghi vấn sử dụng trợ động từ hay là câu hỏi yes, no, yes, no questions thì sẽ có cấu trúc như thế nào? Chúng ta nhìn vào ví dụ trước nhé. Are you taking a photo of me? Bạn có đang chụp ảnh tôi hay không? Đó, yes, I am. Đúng vậy, hay là no, I am not. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có cấu trúc thứ nhất đối với câu hỏi, đó chính là am, are, is cộng với chủ ngữ cộng với verb in. Còn đối với câu trả lời yes, no thì sẽ là yes, chủ ngữ cộng với am, are, is, hoặc là no, chủ ngữ cộng với am not, aren't or isn't. Ok, chúng ta hãy cố gắng chia động từ thật là chuẩn xác dựa vào cái chủ ngữ chúng ta đang có nhé. Tiếp theo này, đối với câu nghi vấn mà sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng WH hay còn gọi là WH questions, what, who, where, when, vân vân thì sẽ có cấu trúc như thế nào? What are you doing? Bạn đang làm gì vậy này? Who is he talking to right now? Anh ấy đang nói chuyện với ai? Đó. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có cấu trúc đấy chính là WH từ để hỏi đó, who, where, when, what, how cộng với am, is, are cộng với subject cộng với verb in. Ok? Đó, who are you doing? What is she doing? Hoặc là what are they doing? Who is he talking to? Who are we talking to? Ok, rồi chúng ta hãy nốt lại toàn bộ những cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn present continuous đối với các thể phủ định này, khẳng định và nghi vấn nhá. Alright, và mặc dù vậy thì không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn được. Cụ thể là sẽ có một số những động từ mà chúng ta thường sẽ không chia ở cái thì này. Lấy ví dụ như là want, need này, cần muốn này, hay là believe này, tin rằng này, suppose, cho rằng, belong, thuộc về ai này, hay là remember, prefer, vân vân. Những cái động từ mà chỉ những cái trạng thái hay là những cái hành động rất là ngắn ngủi mà nó không tiếp diễn ở trong một khoảng thời gian dài được thì thường chúng ta sẽ không chia ở thì tại tiếp diễn nha. Đó, thì mọi người có thể tham khảo cái bảng này và hạn chế chia thì hiện tại tiếp diễn đối với những động từ này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn về một số những dấu hiệu nhận biết sử dụng thì hiện tại tiếp diễn present continuous nha. Trước hết là về trạng từ chỉ thời gian. Khi mà chúng ta bắt gặp những từ chỉ hiện tại như là now này, bây giờ này, right now, ngay bây giờ, at the moment, ngay lúc này, at present, hiện tại này, hay là một cái từ nữa, ví dụ như là currently chẳng hạn, thì thường chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn present continuous nha. Và ngoài những trạng từ chỉ thời gian đó ra thì thường với một số những cái động từ hay là một số những cái expression, cách nói, chúng ta cũng sẽ sử dụng với thì hiện tại tiếp diễn ngay đằng sau, ví dụ như là look or watch or listen or keep silent or watch out, look out. Ví dụ như là watch out, the train is coming, coi chừng đoàn tàu đang đến gần kìa, hay là listen, someone is crying, nghe này, ai đó đang khóc. Alright, vậy thì đây là một số những dấu hiệu nhận biết thường gặp nhất của thì hiện tại tiếp diễn present continuous. Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng Miss Mia xem là cách dùng cụ thể của cái thì này như thế nào nhá. Thì ví dụ như sau này, we something lunch now. Bây giờ thì chúng ta đang ăn trưa. Đó, ở đây chúng ta thấy là có cái trạng từ thời gian now mà các bạn vừa đi qua với Miss Mia lúc nãy đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia động từ như thế nào nhỉ? Exactly. We are having lunch now. Đó, vậy thì khi mà chúng ta muốn diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, now này, right now này, at the moment này, thì mọi người sẽ chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn nhé. Đó, có từ tín hiệu now, vì thế nên sẽ chọn đáp án B này. We are having lunch now. Tiếp theo này, các bạn hãy cùng nhìn vào ví dụ thứ hai nhé. I'm quite busy these days. I, my assignment. Dạo này tôi khá là bận thì tôi đang làm luận án của tôi. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ chia động từ do này như thế nào nhỉ? Great job, so I am doing my assignment. Đó, vậy thì khi chúng ta muốn diễn tả một hành động hoặc một sự việc nói chung đang diễn ra nhưng mà không nhất thiết phải diễn ra ngay tại thời điểm này, ngay tại thời điểm nói, thì chúng ta cũng sẽ có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn present continuous nha. Ví dụ như là cái việc làm luận án này đang có thể là không diễn ra ngay trong lúc này. Tôi đang không đánh máy hay không viết cái luận án của tôi ngay lúc này, nhưng mà nói chung vẫn xảy ra xung quanh thời điểm nói, thì chúng ta cũng sẽ chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn I am doing my assignment.
Ok. Hoặc một ví dụ nữa đó là mẹ mình hiện tại đang làm việc ở một công ty dược. Đó. Có thể là ngay lúc này, ngay tại thời điểm nói thì mẹ mình đang không ở công ty làm việc. Tuy nhiên là nói chung thì công việc chính của mẹ mình bây giờ vẫn đang là ở cái công ty đó. Thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể nói là my mom is currently working at a pharmaceutical company. Alright, thì đó là hai cái cách dùng đầu tiên của present continuous tense. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào một cách dùng nữa nhé. Lấy ví dụ như sau này. I bought the ticket yesterday. I to Japan tomorrow. Hôm qua thì tôi đã mua vé máy bay rồi và ngày mai tôi sẽ bay đến Nhật Bản. Rất là chắc chắn luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng A, B or C mọi người nhỉ? Yes, perfect. So, I bought the ticket yesterday. I am flying to Japan tomorrow. Đó, tôi sẽ bay đến Nhật Bản vào ngày mai. Vậy thì khi chúng ta muốn diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần và thường diễn tả một kế hoạch đã có lịch trình cố định sẵn thì chúng ta sẽ sử dụng present continuous tense, hiện tại tiếp diễn nha. Đó, việc bay đến Nhật đã được đặt vé nghĩa là đã lên kế hoạch từ trước rồi và cái lịch trình bay này nó cố định, không thể thay đổi. Đó, rất là chắc chắn rồi. Đó, vì thế nên là chúng ta sẽ chọn đáp án B, I am flying. Còn đối với đáp án C chẳng hạn, I am going to fly, thì khi mà chúng ta nói như vậy thì cái tính chắc chắn về cái kế hoạch đấy hay cái hành động đấy nó sẽ bị giảm đi so với khi mà chúng ta nói thẳng là I am flying. Nha. Đó, vậy thì các bạn hãy chú ý là khi mà nói về một cái kế hoạch, một hành động sắp xảy ra rất là gần rồi và chắc chắn sẽ xảy ra thì thường chúng ta sẽ chia ngay động từ ở thì hiện tại tiếp diễn, present continuous nhé. Alright, như vừa rồi thì chúng ta đã bàn luận về một số những cách dùng chung của thì hiện tại tiếp diễn, present continuous rồi. Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng với Miss Mia tìm hiểu xem là trong IELTS, cụ thể là IELTS speaking thì cái thì này sẽ được ứng dụng như thế nào nhé. Ok, vậy thì hiện tại tiếp diễn, present continuous này sẽ có thể được sử dụng để diễn tả sự thật về một ai đó, chủ yếu là về nghề nghiệp trong speaking part 1, 2 hay là cả 3 nữa. Đó, đó, khi mà chúng ta được yêu cầu miêu tả về một người bạn hoặc là một người nào đấy mà chúng ta yêu mến, ngưỡng mộ này và chúng ta phải đưa ra các thông tin cơ bản về nghề nghiệp của họ thì thường cũng sẽ có thể sử dụng present continuous tense nha. Lấy ví dụ cụ thể như sau nhé. Trong speaking part 1 này, khi mà giám khảo hỏi chúng ta về kế hoạch học tập hay làm việc của chúng ta chẳng hạn, thì mọi người có thể nói ví dụ như là Now I am studying very hard to achieve a distinction degree. Hiện tại bây giờ thì tôi đang học tập rất là chăm chỉ để đạt được bằng xuất sắc. Đó, thì đây chính là một cái tình trạng về việc học tập hay là làm việc của một người nào đó. Thì chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhé. I am studying. Ok, còn đối với speaking part 1, một ví dụ nữa này. Currently, she is working as a full-time teacher at Lê Quỳ Đôn High School, Hà Nội. Đó, hiện tại thì cô ấy đang làm giáo viên toàn thời gian tại trường trung phổ thông Lê Quỳ Đôn, Hà Nội. Đó, thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy là cái nghề nghiệp của một ai đó mọi người cũng có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với những động từ như là work. Đó, currently she is working. Tiếp theo, vậy thì đối với speaking part 2 chẳng hạn, khi mà chúng ta có một đề bài đấy là describe a person that you admire the most. Hãy miêu tả một người mà bạn ngưỡng mộ nhất. Và nếu như mà mình muốn miêu tả bố của mình chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể nói là Well, currently my dad is working for the Agricultural and Rural Development Bank. Hiện tại thì bố tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đó, thì khi mà nói về nghề nghiệp của một ai đó thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhé. I am studying political science at the moment and I am planning to run for president after I hit 35. Alright, number 2 này. Currently, rồi chúng ta thấy currently là gần như chắc chắn nó sẽ chia động từ ở thì đã tiếp diễn rồi đúng không nào? Vậy thì ở đây sẽ xài đâu này? I have been working as a full-time financial advisor in a prestigious bank in Hanoi. The pay was good and I loved my job so much. Alright, ở câu thứ hai thì chúng ta sẽ có những lỗi sai như thế nào nhỉ? Great job. Lỗi sai đầu tiên đó chính là I have been working, đúng không nào? Chúng ta chia là I am working as a full-time financial advisor. Tại vì nó đang diễn ra hiện tại, currently, đúng không nào? Lỗi sai tiếp theo sẽ là The pay was good, right? Hiện tại tôi đang làm việc ở đây và lương rất là tốt thì nó phải là is trong hiện tại, đúng không nào? The pay is good and I love my job so much, đúng không nào? Đó, lương thì rất là tốt này và tôi rất là yêu quý cái công việc này. Đó, tất cả mọi thứ đang diễn ra hiện tại, currently, vì thế nên không thể nào mà sử dụng thì quá khứ được. Ok, currently I am working as a full-time financial advisor in a prestigious bank in Hanoi. The pay is good and I love my job so much. Alright, number 3.
Honestly speaking, I learned French only because my mother is forcing me to. It's so much harder than English. Ok, rồi, câu này có nghĩa là thành thật mà nói thì tôi học tiếng Pháp hoặc là tôi đang học tiếng Pháp chỉ bởi vì mẹ tôi bắt học. Đó, nó khó hơn tiếng Anh rất là nhiều. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta nghĩ là lỗi sai của câu này sẽ là ở đâu nhỉ? Yes, exactly. Trước hết nhá, lỗi sai đầu tiên đó chính là learned. Đó, sẽ phải là I am learning. Tất cả mọi thứ này đang diễn ra trong thời điểm hiện tại. Vì thế nên chúng ta cần phải nói là I am learning French. Tôi đang học tiếng Pháp chỉ bởi vì là mẹ tôi bắt học. Rồi, lỗi sai tiếp theo thì không biết là có bạn nào tinh ý nhận ra không nhỉ? Yes, great job. Đó chính là is forcing me to. Nếu như mọi người nhớ lại cái bảng động từ mà Miss Mia in đỏ mà có ghi là không chỉ ở thì hiện tại tiếp diễn ý, thì cái từ force cũng có trong list động từ đó. Bắt một ai đó làm gì thì đấy là một cái hành động rất là ngắn ngủi và nó không thể nào mà tiếp diễn trong một cái khoảng thời gian nào đó được. Vì thế nên thường chúng ta sẽ không chia động từ force này ở thì hiện tại tiếp diễn mọi người nhá, mà chỉ nói là forces, ok? I am learning French only because my mother forces me to. Ok? It's so much harder than English. Alright, vậy thì qua ba câu này thì Miss Mia mong rằng các bạn đã tưởng tượng rõ hơn về những ngữ cảnh, tình huống cụ thể mà chúng ta có thể ứng dụng được thì hiện tại tiếp diễn present continuous và một số những cái trường hợp mà chúng ta không nên sử dụng thì này, ví dụ như là đối với những động từ mà mang tính rất là ngắn ngủi hay là những cái hành động mà mang tính nhất thời như là force này, đó thì thường sẽ không chia ở present continuous nha. Okay, moving on to exercise number 2. Hoàn thành các câu sau sử dụng từ cho trước ở đây. Có 5 từ cho trước này và chúng ta hãy chia động từ nếu mà cần thiết nha. Start này, get này, increase, change and rise. Okay, number 1 này. The population of the world very fast. So which word are we going to use here? Okay, great job. The population of the world is increasing very fast. Dân số thế giới đang tăng lên rất nhanh. Đó, đây là một cái thực trạng đang xảy ra, đang diễn ra hiện tại thì chúng ta sẽ chia động từ là present continuous nhé. Is increasing. Alright, moving on to number 2. The world, something, things never stay the same. Thế giới như thế nào và mọi thứ thì không bao giờ giữ nguyên trạng thái của nó. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có đáp án là gì nhỉ? Yes, exactly. The world is changing. Thế giới đang thay đổi, đúng không nào? Alright, number 3. The situation is already bad and it... worse. Tình hình thì đã tệ rồi và nó chỉ đang trở nên tệ hơn. Thì chúng ta sẽ có đáp án là exactly. The situation is already bad and it is getting worse. Và nó đang trở nên tệ hơn. Okay, number 4 này. The cost of living, something, every year things are more expensive. Đó, chúng ta có ngữ cảnh đấy là mỗi năm thì mọi thứ đang trở nên càng ngày càng đắt hơn. Vậy thì cái chi phí sinh sống thì sẽ như thế nào nhỉ? Yes, perfect. The cost of living is rising. Đó, chi phí sinh hoạt đang tăng lên. Đó, every year things are more expensive. Okay? Và nếu như mọi người để ý câu này nhá, the cost of living is rising. Đây là một cái câu chúng ta cũng có thể bắt gặp trong IELTS Writing Task 1 khi mà miêu tả về một biểu đồ nào đấy. Ví dụ như là có liên quan đến chi phí sinh hoạt chẳng hạn. The cost of living is rising. Okay? Alright, number 5. The weather, something to improve. The rain has stopped and the wind isn't as strong. Thời tiết thì như thế nào nhỉ? Thì chúng ta hãy nhìn vào ngữ cảnh nhá. Trời thì tạnh mưa rồi này. Và gió thì cũng không mạnh như trước nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án là perfect. The weather is starting to improve. Đó, thời tiết thì đang bắt đầu cải thiện rồi. Đó, the weather is starting to improve. The rain has stopped and the wind isn't as strong. Okay, moving on to exercise 3. Chúng ta sẽ cần phải chia động từ cho các câu như sau nhé. Sao cho đúng ngữ cảnh này. Number 1, my tutor see me for a tutorial every Monday at 5 p.m. Đó, gia sư của tôi thì gặp tôi vào thứ hai hàng ngày vào lúc 5 giờ. Lúc nào thì chúng ta sẽ chia động từ see ở. Exactly. My tutor is seeing or sees me for a tutorial every Monday at 5 p.m. Thì đây là một cái kế hoạch, một cái lịch trình lặp đi lặp lại và nó cũng đang diễn ra trong cái thời điểm này. Vì thế nên chúng ta hoàn toàn có thể vừa sử dụng hiện tại tiếp diễn is seeing hoặc là hiện tại đơn sees cho câu này hoàn toàn được nha. Alright, number 2. My brother not studying very hard at the moment. I not think he'll pass his test. Okay, so what do we have for number 1?
Exactly. My brother isn't studying very hard at the moment, and I don't think he'll pass his exams or his tests. Em trai tôi thì đang không học chăm lắm trong thời điểm hiện tại. Vì thế nên là tôi không nghĩ là em ấy sẽ qua được các bài kiểm tra. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là có cái trạng từ chỉ thời gian là at the moment thì sẽ sử dụng với thì hiện tại tiếp diễn là chủ yếu, đúng không nào? Isn't studying. Còn đối với động từ think thì thường chúng ta sẽ không chia thì hiện tại tiếp diễn mọi người nhé. I don't think or I think only. Okay? Number three, young people take up traditional hobbies such as knitting and walking in the countryside as of late. Đó, người trẻ thì đang có những cái hobbies, có những cái sở thích mà nó mang tính truyền thống gần đây. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ chia động từ là yes, young people are taking up traditional hobbies such as knitting and walking in the countryside as of late. Okay, and number four, in my country, we drive on the left-hand side of the road. Ở đất nước của tôi thì chúng tôi lái xe ở phía bên trái. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng động từ drive như thế nào nhỉ? Yes, perfect. So in my country, we drive on the left-hand side of the road. Ở đây thì chúng ta sẽ không chia động từ drive này ở thì hiện tại tiếp diễn vì đây là một cái sự thật hay là một cái điều luôn luôn đúng. Đó, chúng tôi luôn luôn lái xe ở phía bên trái. Vì thế nên chúng ta sẽ sử dụng hiện tại đơn trong trường hợp này nhá. In my country, we drive on the left-hand side of the road. Điều đó luôn luôn đúng mà, đúng không nào? Ok, rồi, và đó cũng chính là toàn bộ video ngày hôm nay về Present Continuous, thì hiện tại tiếp diễn. Thì mong rằng qua video này các bạn đã hiểu hơn về cấu trúc này, cách dùng này, các tình huống, các ngữ cảnh mà thường chúng ta sẽ ứng dụng cái thì hiện tại tiếp diễn này, cũng như là một số những cái cách ứng dụng của nó trong IELTS Speaking nha. Yeah, thank you for watching and see you in the next video. Bye! IELTS Writer, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.